Xin chào các bạn nhé. Hôm nay hai anh em Nhật Nam có một đồ chơi mới này. Đây là một bộ đồ chơi biệt đội khủng long biến hình nhá. Để bố bóc. Đấm trong này. Đấy con. Tháo đồ chơi ra. Đây là máy bay này. Nó biến hình. Đây là bố biến thành khủng long nhé. Biến hình. Đấy. Tao biến hình đúng không? Đây, khủng long. Tao biến hình đúng không? Mình biến hình đúng không? Đây này, con biến hình con này thành khủng long đi. Khủng long này. Đó. Biến hình. Khủng long này, bông này. Đây, khủng long biến hình thành khủng long rồi các bạn nha. Đó. Đây này, con biến hình như kiểu con này này. Đây hình khủng long đây gì? Khủng long đứng nha. Đâu có làm đâu. Đây chân đây này. Đầu đây. Đấy, thành khủng long chưa? Thì nó không biến lên trên tô tô đã. Có. Đây một biến này. Đây thành khủng long nha. Một biến biến lên trên tô tô đi. Đây xe ô tô nha. Đây, thành ô tô đây. Anh biến hình cho bông nha. Sao mà biến hình luôn. Đây, anh bông rồi. Anh biến hình chưa? Bông hình. Bông hình. Bông hình. Bông quả bông này. Đây là, bố xem đây này. Xe gì đây? Đây là xe xúc lật. Xe xúc lật. Đây một con khủng long. Đây xe xúc lật Tomo. Đây khủng long màu vàng này nào này. Đây là máy bay. Đúng rồi, đây là máy bay. Máy bay Tomo. Đây là biệt đội khủng long biến hình. Đó, đây khủng long này nha. Ôi, bông lại không biết phải ở đâu á. Đứng đây. Đây là khủng long màu đỏ này. Bé học ở trên kênh đồ ra đề sáng kim lớp xoáy. Đấy, kim lớp xoáy. Sáng kim lớp xoáy rồi đây, cái kia lên này. Bây giờ anh em ra, đây. Ông đi đến nơi này. Đây là đường năm. Đấy, khủng long đây. Nam biến thành máy bay rồi à? Xem nào. Nó biến thành khủng long xem nào. Biến thành robot xem nào. Đây này. Con con không biết biến hình cho bố đâu. Bố không biến hình à? Thế thì mình ai biến hình cho bố? Chút quay. Mình biến hình được chưa? Thôi à. Chưa thì mà anh. Mà anh. Mà cho anh để anh biến hình nhé. Ê. Được chưa? Bố. Thôi chưa? Chưa được rồi. Đây con biến hình con này đi. Các biến hình con đấy rồi, bây giờ con biến hình con này đã. Bố biến hình cho thành khủng long này. Các vừa biến hình cho tôi xong.
Đó, khủng long đây này, nào này. Nào này. Con bên hai con như này đây này. Mấy cái robot này này. Ơ, cái này nhanh lên nhanh cũng được. Này, khủng long này. Đây là một cái xe xúc lật, cái này không biến hình được, cái này chỉ biến ra chân thôi nào ạ. Biến rõ, 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 r